Ui. Ô cái thằng này, sao mày lại ở đây? Em không muốn về. Nay anh cho lớp nghỉ à? Nãy trên trạm xá tao nghĩ là không kịp nên gọi điện thông báo cho các cô các bác ấy nghỉ rồi. Bây giờ quay lại đây xem có sót ai không. Đói chưa? Ăn gì không? Thôi. Anh, em cảm ơn anh ạ. Thật sự lúc đấy em nghĩ chỉ mỗi anh có thể giúp được em. Tay lái thì đã yếu mà còn thích thể hiện. Mày ngu thì mày ngu một mình thôi, lại còn kéo cả người khác vào. Mày thấy con bé đáng thương không? Bé tí bé tẹo ra đã bị tai nạn giao thông rồi. Còn cái vụ bà Huyền ấy, em không phanh được cái mỏ hỗn của bà ấy. Cái mồm con chị của mày phải khâu lại thì nó mới thành người tử tế được. Tao đang bực mình lắm đấy. Trước tao không để ý con chị mày nên tao không quan tâm. Này, thế cái mồm của nó ấy, hỗn từ xưa hay bây giờ mới thế? Hay là lấy chồng xong bị chồng bỏ rồi sang chấn tâm lý, ghét đàn ông rồi lây sang cả tao? Không, bà ấy chưa cưới, thế nên chưa tính là ly hôn được. Anh tưởng chỉ không làm cưới ở quê thôi, chứ còn ở trên thành phố thì xong xuôi cả rồi. Thì đúng là lúc đầu là định tổ chức đám cưới trên thành phố, bà nội dẫn em đi mua vest mà. Nhưng mà thế nào lại không cưới nữa. Cái đợt sinh cà rốt ấy, em với bà có lên thăm một lần. Lần đấy là gặp anh rể. Sau là chả hiểu. Thế mà cứ như bà tướng bà tượng ấy, dám hỗn với cả ông tao. Con này à, phải gang họng nó ra, chứ không thể để cho nó ăn nói linh tinh như thế được. Em cũng muốn làm một vụ cho bà ấy trắng mắt ra. Gì? Hồi xưa ấy, em ghét con lớp trưởng lớp em vãi luôn, chỉ vì vấn đề là nó suốt ngày làm chim lợn cho cô giáo. Giật ca mình. Thì sao? Thì đấy, lũ lớp em ghét nó không khác gì anh em mình không ưa chị Huyền bây giờ luôn. Đợt đấy nhá, bọn em cử ra thằng đẹp trai nhất lớp chỉ để tán nó thôi, cho nó xa và lưới tình đi. Xong đến lúc cao trào ấy, đá cho nó cay. Anh hiểu vấn đề không? Là đó đấy. Thì vấn đề ở đây nhá, là con đấy thích thằng này thật. Xong rồi nhá, cái ngày bọn em nói cho nó biết nhá, mặt nó phê vãi luôn. Từ đấy trở đi nhá, nó không dám làm gì bọn em nữa luôn. Anh hiểu chưa? Đấy, làm không. Riêng phụ nữ ấy, cứng đến mấy cũng chết bởi lời đường mật ngọt của đàn ông. Được, nhưng bây giờ thằng nào sẽ đi làm việc đấy? Điên à? Kinh bỏ sư.